Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Thì hôm nay là như tiêu đề thì em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái kỹ thuật là trồng cúc lá nhám làm sao mà cho nó nở hoa đúng Tết nha anh chị. Trong cái thời gian trước thì em cũng có quay lại một đoạn video nè, nhưng mà lu bu quá anh chị, không có thời gian rảnh mà để mà chia sẻ nữa, lo tập trung về cái bông nhãn thọ đó. Hôm nay là ra ngoài Tết rồi thì em có thời gian rảnh thì em sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Thì đối với trồng cúc lá nhám này thì nó cũng tương đối là dễ nha anh chị, nó cũng không có khó đâu. Thì ở trên cái bao bì của nó thì nó ghi là khoảng đâu là từ 55 ngày hoặc là 60 ngày là mình có thể là mình thu hoạch bông nha. Nhưng mà thật chất để mà trồng thực tế anh chị là mình gieo nó rất là sớm, khoảng đâu là cuối tháng 9, từ 25 tháng 9 là mình có thể là mình gieo nó rồi, hoặc là đầu tháng 10 nữa. Tại vì cái này là nó không có phụ thuộc là mình vào cái ngày gieo, mà nó phụ thuộc vào cái ngày mình bấm cơi ngọn nha anh chị ha. Nó giống như cái dạng họ ban mai của mình vậy đó, chứ nó không có bắt buộc là mình phải gieo cái ngày đó là tới cái ngày đó là nó phải nở hoa, là không đúng nha anh chị ha. Nó còn ăn thua vào cái thời tiết này nọ nữa. Thành ra là cái này là nó đi vào cái cây nụ nha anh chị. Thì đầu tiên thì em sẽ nói về cái thương hiệu. Thì đối với những anh chị nào mà mới tập trồng thì anh chị nên mua cái giống của FVM nha anh chị ha. Là nó giống về cúc lá nhám nó rất là chuẩn nha anh chị. Ở đây thì anh chị cũng có thể là xem được nè. Đó. Sau khi là vô bọc kiến này nọ rất là đẹp luôn. Thì anh chị cứ về mua đi ha. Ví dụ như là chậu C10 đi, anh chị trồng 3 cây là được nha anh chị ha. Thì một tép của nó thông thường là 100 hạt nha anh chị ha, nó rơi khoảng đâu tâu từ là 150.000. Nó tầm đó nha anh chị ha. Nói chung là nó tùy vào cái shop bán, nhưng mà thông thường là khoảng đâu là 150.000 cho một tép là 100 hạt nha anh chị. Có nơi thì nó bán rẻ hơn xíu. Và về mã thì ở đây thì nó có giống màu vàng nè, rồi màu đỏ nè, rồi màu hồng nè, và những cái màu khác nữa. Ở đây thì em chỉ trồng một số mã thôi và quay lại cho anh chị xem thôi. Thì cái này thì khoảng đâu là đầu tháng 10 anh chị trồng đi ha. Đó, thì khoảng đâu tầm 35 ngày là nó bắt đầu là nó ra những cái nụ bông anh chị. Thì anh chị cứ bấm bỏ hết. Nói chung là anh chị nó ra bao nhiêu anh chị cứ bấm bỏ hết. Và tới là khoảng đâu cái lối là 12 tháng 12 âm lịch á thì anh chị sẽ không có bấm nữa, anh chị để tự nhiên. Thì hoa của mình là nó sẽ nở ngay Tết nha anh chị ha. Còn về phân phướng đối với cái dòng cúc lá nhám này á, thì nó chỉ tứ phân lỏ thôi. Ở thời gian đầu thì mình chỉ xài thằng DB cộng với thằng kích rễ thôi. Đến khoảng đâu là 35 ngày sau bắt đầu là nó ra nụ đó, anh chị có thể là sử dụng 30-10-10 cộng với thằng kích rễ để anh chị tưới cho nó thôi, đơn giản như vậy thôi. Với đồng thời thì anh chị có thể là xịt dưỡng và xịt sâu. Thì mai mốt có vô vụ thì em sẽ làm video em chia sẻ cho anh chị nó nhiều hơn ha. Hoặc là em có thể là trồng tại nhà ở thời gian tới á, thì anh chị cũng có thể là bấm đăng ký kênh để theo dõi nha anh chị. Về cái giá thành mà để mà bán anh chị thì ở đây em chia sẻ cho những anh chị mà trồng bán Tết luôn nè. Ví dụ như một cặp như vậy là 80.000 nha anh chị ha. Là giá này là cái giá sỉ luôn á. Mà cái vốn của nó không có nhiều hết. Nó rất là ngon. Ngon hơn cái dạng thọ luôn nữa nha anh chị ha. Đó, anh chị này có thể là tham khảo và anh chị có thể trồng à. Đó, anh chị xem nè. Cái màu đỏ nè. Cái này là cái màu đỏ lửa nha anh chị ha. Với cái màu vàng. Bông nó rất là đẹp mà nó cũng rất là dễ trồng. Nói chung là mình chỉ việc bấm cơi ngộ hay khoảng đâu là 25 tháng 9 hoặc là đầu tháng 10 á, anh chị cứ trồng đi. Rồi khoảng đâu là từ 35 ngày là nó bắt đầu là nó ra bông rồi, anh chị cứ lãi nụ nó hết. Nói chung là mình đi cơi anh chị. Đi cơi nụ á, nói chung là đi càng nhiều thì cái phơm tàn thì nó càng to ra thôi. Chỉ như vậy thôi nha anh chị ha. Đó thì hôm nay em cũng chia sẻ cho anh chị một số kinh nghiệm đơn giản về cách trồng cúc lá nhám ha. Anh chị nào thấy hay thì hãy bấm nha một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Em cũng xin được mến chào.